Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tôi nhé. Hôm nay là chúng ta sẽ xem lại một mô hình cũ mà mới mà cũ. Đây là chiếc Hobbymaster H1009 MiG-21-6173. Như lần trước cái video unbox của tôi thì nó cái màu sắc của chiếc máy bay này gây tranh cãi. Và sau khi tìm hiểu qua rất nhiều nguồn tư liệu thì chúng tôi mới biết được là chiếc này là màu sơn của không quân Xô Viết ở vùng Viễn Đông. Vùng Viễn Đông thì Vladivostok kiểu này các bạn. Đấy, và chúng ta đã tổ chức sơn lại. Đấy, bây giờ thì mô hình ở trước mặt của chúng ta đây để các bạn có thể xem được là mô hình nó như thế nào. Đấy, màu sơn thì các bạn đã nhìn thấy là nó đang từ màu vui là màu bão cát sa mạc chuyển sang màu Viễn Đông, khác tương đối, các bạn có thấy không? Chúng ta sẽ cùng cầm điện nhé. Tạm thời tôi mới gắn rất nhẹ nhàng cái càng tên lửa nên là có thể nó sẽ rụng ở bất kỳ lúc nào. Càng màu xanh trước mặt. Rồi. Mặc quay ngang xem. 6173. Các bạn thấy nó khác hẳn với màu kia chưa? Đúng là cả một sự khác biệt luôn. Không hiểu tại sao. Thực ra là cái màu sắc gây tranh cãi này nó rất là khó. Nếu mà không có một tư liệu chuẩn thì đúng là cũng không thể biết được chính xác màu sơn máy bay như thế nào. Kể cả cam mô này thì tôi cũng không khẳng định 100% là nó sẽ đúng 100% so với máy bay thật. Nhưng mà lúc này tôi nghĩ là phải đến 90%. Mô hình này tôi đã được sự trợ giúp của anh Tuấn Na sơn lại và cùng một vài tư liệu tìm trên mạng của các bác cựu binh của không quân Việt Nam, người đã được tiếp xúc với máy bay, hỗ trợ cho nó thông tin để ta có được màu sắc gần với lại thực tế nhất. Video này hôm nay của tôi ngắn gọn vậy thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Nhớ subscribe cho mình. Bye bye.